Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến với thằng một cặp nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến với thằng. Cũng như cặp nhà này thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m2 và chiều sâu căn nhà mình lên đến 15m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính cũng như 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can thì mình được làm bằng sắt và phía ngoài mình có những cái lam sắt được anh chị nhà thiết kế trang trí rất là đẹp và hệ thống đèn chiếu sáng và mình có những cái mảng cây xanh trang trí cho căn nhà. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà này, cũng như con đường ở phía trước để khách hàng tham quan. Căn nhà mình thì nằm trên một con đường thông rộng lên đến 5m, xe hơi xe tải cũng để di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng, thuận tiện đến hàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với một con đường thông. Và mình cùng nhìn là cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài của căn nhà thì di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho về một căn nhà cũng như là một cặp nhà đã được các chị nhà full nội thất rất là đẹp này. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một cái khoảng sân khoảng độ hơn 2m để mình để xe gắn máy và khoảng sân này cũng được anh chị nhà ốp gạch đá cao lên kín tường và phía bên trên cũng được anh chị nhà lợp mái che chắn rất là kỹ càng. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình và khu vực ở dưới tầng trệt này. Thì anh chị nhà thiết kế để gia đình mình có xe hơi mình bỏ vào bên trong. Và nếu gia đình mình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể làm phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và căn nhà mình thì được thiết kế có hai phòng khách. Phòng khách phía bên trên tầng lửng đã được anh chị nhà full nội thất tặng kèm. Với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Và khu vực dưới tầng trệt này thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 61m2. Hai bên tường cũng được anh chị nhà sơn cho mình với chất liệu sơn rất là bền. Mình có thể là chùi rửa rất là thoải mái và sàn nhà mình được lót đổ bê tông để mình để xe hơi vào bên trong mình sẽ không sợ bị lún. Và căn nhà mình thì được anh chị nhà thiết kế cho mình có một cái gara để xe, mình sẽ để được tất cả các loại xe vào bên trong căn nhà. Và di chuyển vào bên trong là khu vực cầu thang căn nhà thì tay vịn cầu thang căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu của cam xe và lan can thì được làm bằng sắt và mặt đá hoa cương. Đối diện cầu thang mình sẽ có một cái tủ rượu cũng được anh chị nhà đóng rất là đẹp để mình có thể trưng bày những chai rượu và những cái bức tranh trang trí. Và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có những cái lam gỗ được anh chị nhà thiết kế rất là đẹp để ngăn cách giữa không gian phòng bếp và khu vực không gian phòng khách phía bên ngoài của căn nhà cũng là khu vực gara để xe phía ngoài căn nhà.
Và bên trong không gian phòng bếp mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, tủ bếp kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ An Cường. Và bên trong không gian phòng bếp căn nhà mình thì mình sẽ có là máy đong đếm gạo và bếp điện từ cũng như là quạt hút và lavabo rửa chén bát, kệ để chén bát và một cái tủ lạnh hai cánh lớn. Và di chuyển ra khu vực phía sau thì mình sẽ đến có một cái khoảng sàn rửa phía sau như một cái lavabo để rửa tay và một cái giếng trời thông từ trên sân thượng xuống để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và mình có một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực cho gara để xe hơi ở dưới tầng trệt của căn nhà. Khu vực nhà vệ sinh căn nhà mình được anh chị nhà ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là thoáng mát và rất là đẹp. Với căn nhà được các chị nhà full nội thất tặng kèm thì khi có nhà mua căn nhà này toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị nhà để lại hết cho khách hàng. Và chỉ với giá hơn 8 tỷ một chút là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp vừa mới được hoàn thiện xong cũng như là cập nhà vừa mới được hoàn thiện xong, nằm tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến nói hàng đi xem. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng căn nhà, sẽ đến với không gian phòng khách phía bên trên. Phòng khách này thì được anh chị nhà full nội thất tặng kèm, rất là đẹp. Thì phía bên ngoài không gian phòng khách thì mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực. Và bên trong thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa được anh chị nhà đóng sẵn để tặng kèm, cũng như là tủ rượu và kệ để tivi. Bên trong không gian phòng khách tầng lửng thì được anh chị nhà gắn sẵn cho mình có một cái máy lạnh và có cửa để mở ra khu vực giếng trời phía sau lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Với một cái nhà vệ sinh ở khu vực tầng lửng thì thuận tiện cho gia đình, mình có thể làm phòng khách, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng với căn nhà đẹp và đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều sâu căn nhà mình lên đến 15m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu. Mình có khu vực để gara xe hơi ở dưới tầng trệt, khu vực phòng khách ở phía bên trên và hai lầu mình sẽ có bốn phòng ngủ chính và phía bên trên sân thượng thì mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt cũng như sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch và chỉ với giá 8 tỷ 850 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã được anh chị nhà full nội thất tặng kèm này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Đây là không gian phòng ngủ phía trước căn nhà mình. Mình sẽ có giường rộng lên đến 2m. Hai bên mình có đôn để đèn và tủ quần áo cũng như là kệ để tivi. Phía trước mình có cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Quý khách hàng đang xem video nhưng đang quan tâm đến căn nhà đẹp nằm tại trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến nói hàng đi xem cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng và anh chị của mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày với căn nhà đẹp. Và đây là khu vực không gian phòng vệ sinh căn nhà được anh chị nhà ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ, rất là đẹp và rất là thoáng mát. Và mình sẽ có một cái bậc tam cấp để di chuyển lên không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía sau, phòng ngủ số 2 căn nhà mình, với một căn nhà được anh chị nhà đến từ kiến trúc sư đề co thiết kế và thi công rất là đẹp. Mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng rất là rộng rãi và thoáng mát, được anh chị nhà thiết kế rất là đẹp. Với căn nhà nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh thì thuận tiện để các hàng di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Quang Trung hoặc là con đường Trường Chinh, với hai con đường để di chuyển về trung tâm của thành phố. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì tầm cỡ khoảng độ 15 đến 20 phút và mình về sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh thì tầm cỡ khoảng độ 10 phút. Và với căn nhà được anh chị nhà thiết kế full nội thất hai phòng và hai phòng bên trên là thì chị đang để trống, và nếu gia đình mình có nhu cầu làm thêm hai phòng phía trên này chị sẽ full nội thất thêm cho gia đình hai phòng ở phía bên trên này. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp và cặp nhà này thì đang có hướng là hướng chính bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh đông tứ trạch, với cặp nhà
nằm trên một con hẻm thông, hẻm xe hơi xe tải, thuận tiện đến hàng mua ở và bốn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và chỉ với giá 8 tỷ 850 triệu đồng, còn thương lượng thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình. Thế nên tôi liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón khách hàng đi xem, cũng như để quý khách hàng sở hữu cho mình một trong hai căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được các anh chị nhà thiết kế rất là đẹp, với cặp nhà thiết kế theo mẫu nhà hiện đại mới nhất năm 2022. Rồi mình vừa trải qua không gian của bốn phòng ngủ chính của căn nhà, và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phía bên trên là khu vực sân thượng căn nhà. Phía trước mình sẽ có khoảng không gian làm phòng thờ, bên ngoài mình sẽ có khoảng sân để vui chơi và hóng mát. Và căn nhà mình thì nằm gần với lại một cái ngã ba, rất thuận tiện để gia đình mình có thể là di chuyển xe hơi xe tải và quay đầu, rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với khu vực không gian phòng thờ phía trước và phía sau là khoảng không gian phòng giặt, nghĩa là sân phơi ở phía sau căn nhà. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong, và chỉ với giá hơn 8 tỷ quý khách hàng đã sở hữu cho mình một trong hai căn nhà đẹp này. Đây là khu vực sân thượng phía sau căn nhà, cũng được anh chị nhà che chắn rất là kỹ càng và đến chủ nhà thiết kế rất là đẹp. Rồi video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc, hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.